nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc. Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính. Thời gian triển khai từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ 17 giờ đến 18 giờ. Nội dung thực hiện bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, sao y, chứng thực, chữ ký các giấy tờ, văn bản. Có mặt tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 8, phóng viên ghi nhận tại bộ phận một cửa khá đông người dân đến làm thủ tục hành chính. Tuy ngoài giờ hành chính nhưng các cán bộ lãnh đạo, công chức tại Ủy ban nhân dân phường vẫn miệt mài làm việc hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết, phường có quy mô diện tích khoảng 389 ha. Trong thời gian qua, địa bàn phường được đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở xã hội từ các cấp, do đó người dân khắp nơi về đây sinh sống và làm việc rất đông. Hiện tại, địa bàn phường có khoảng 25.000 hộ dân với khoảng 86.000 nhân khẩu, do đó nhu cầu thủ tục hành chính tại phường rất nhiều. Tuy nhiên, đa phần người dân sống trên địa bàn đang trong độ tuổi lao động, bận công việc nên trong khung giờ hành chính ít có thời gian để tiếp cận, liên hệ với phường để thực hiện các thủ tục hành chính. Nhận thấy được cái khó khăn và cần thiết của người dân, từ năm 2023, Ủy ban nhân phường đã tiến hành thực hiện cái thủ tục hành chính ngoài giờ, bắt đầu từ 17 giờ đến 19 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thì qua thời gian triển khai như vậy thì nhận thấy cái hiệu quả là nó đạt khoảng từ 10 đến 15% cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết trong một ngày. Thì qua đó ông nhận thấy là cái hiệu quả này cũng mang lại, cũng góp phần mang lại cái thuận lợi cho bà con nhân dân trên địa bàn phường Tân Thới Nhất. Cũng theo ông Lâm, để người dân trên địa bàn phường biết được thông tin về mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính, Ủy ban nhân phường đã tổ chức tuyên truyền trên các nhóm Zalo của các khu phố, ban ngành, đoàn thể. Phường cũng đăng thông tin trên Facebook, Zalo của Ủy ban nhân phường, tạo các mã quét QR dán ở các bảng thông báo ở đầu đường, tuyến hẻm mỗi khu phố. Số lượng người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính so với ngày thường khá ít. Tuy nhiên, Ủy ban nhân phường vẫn bố trí đầy đủ cán bộ lãnh đạo, công chức làm việc để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cán bộ, công chức thực hiện làm việc ngoài giờ hành chính đều hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không có thu nhập tăng thêm, cũng không có trả lương ngoài giờ. Người dân cũng không phải phát sinh bất kỳ chi phí nào. Qua thời gian triển khai, hiệu quả mô hình đạt 10 đến 15% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trong một ngày, góp phần mang lại thuận lợi cho bà con.